Đây là chiến thuật xử lý con mồi có kích thước lớn của rắn khiếm vạch. Mặc dù rắn khiếm có khả năng miễn dịch với chất độc của cóc, nhưng chúng phải mổ bụng những con cóc trưởng thành để ăn nội tạng, vì có thể quá to để nuốt chửng. Thông thường một trận chiến, để rắn khiếm khuất phục được cóc, thường kéo dài gần 3 giờ đồng hồ. Con rắn tấn công, rút lui và lại tấn công nhiều lần tiếp theo, và đôi lúc nó cũng bối rối trước chất độc của cóc. Sau khi đánh bại cóc, con rắn sẽ lần lượt ăn gan, tim, phổi và một phần ruột của cóc, trong lúc con cóc vẫn còn thở. Nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn với con rắn khiếm vạch, nó đã vô tình làm nóng mắt con kiến chúa ở phía dưới, thế là con kiến khổng lồ đã leo lên lưng con rắn và cắn thật đau. Với cặp càng to khỏe, con kiến dư sức cắn thủng lớp vảy của con rắn. Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, dù tiếc con mồi, nhưng con rắn vẫn đành phải rời đi vì không chịu nổi cặp càng của con kiến. Con cóc mừng rỡ vì đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nó nhảy đi vào bụi cây ngay sau đó.